Những trò hề lố bịch của đám cơ hội chính trị chống phá. Những năm qua, có nhiều người Việt Nam đã được nhận các giải thưởng quốc tế. Tuy nhiên, thực tế thì giải thưởng quốc tế cũng có nhiều loại và giá trị của nó cũng không hề giống nhau. Vì vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo, không thể để cụm từ giải thưởng quốc tế đánh lừa, làm cho trắng, đen, thật giả, lẫn lộn. Đặc biệt, mỗi người dân cần phải xác định rõ những giải thưởng liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền mà một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật, những thành phần phản động chống phá chế độ được trao thưởng thời gian vừa qua chỉ là một màn kịch được tính toán để phục vụ cho các mưu đồ về chính trị, thể hiện rõ bộ mặt chống phá đảng, nhà nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Các nhà đài, trang thông tin điện tử thiếu thiện chí với Việt Nam và các blogger phản động cũng lợi dụng điều đó để tung tin tuyên truyền, tung hô, cổ suý cho những thành phần phạm pháp ấy, rồi khoác cho họ thành những nhà dân chủ nhằm gây nhiễu dư luận, kích động người dân và kêu gào tụ tập, chống đối cơ quan thi hành pháp luật. Thậm chí, bọn chúng còn không ngừng rêu rao, quy chụp, vu khống việc chính quyền đàn áp các nhà dân chủ trong nước. Một số người dân do thiếu hiểu biết đã bị đánh lừa và lầm tưởng vào những thông tin được các đối tượng chống phá phản động rêu rao, gây ra hệ lụy, làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi pháp luật và nghi ngờ trong nhân dân. Những thủ đoạn của đám chống phá ngày càng tinh vi, người dân cần hết sức tỉnh táo để nhận diện, tránh bị chúng lèo lái, dẫn dụ, sai lệch. Vừa rồi, trang mạng RFA đăng tải bài viết 3 tù nhân chính trị đang thụ án 26 năm tù được trao giải nhân quyền Việt Nam 2024 và đăng ảnh rồi tung hô hết sức nực cười rằng mạng lưới nhân quyền Việt Nam ngày 18 tháng 11 đã công bố 3 khôi nguyên của giải nhân quyền Việt Nam 2024 là các tù nhân lương tâm Đỗ Nam Trung, Bùi Văn Thuận và Đặng Đăng Phước. Những luận điệu tung hô kịch cỡm này khá quen thuộc với những gương mặt khá quen, đó là những thành phần bị xử án phạt tù do vi phạm pháp luật của Việt Nam. Chúng ta cần biết những kẻ được đám chống phá tung hô lên mây xanh đó cụm cán như thế nào. Đỗ Nam Trung, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, tạm trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đỗ Nam Trung đã có 2 tiền án, trong đó năm 2015 bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 14 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 7 năm 2021, Đỗ Nam Trung đã có hành vi đăng tải 6 video có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Hành vi của Đỗ Nam Trung đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc, chạy theo những lời kêu gọi, cổ suý của các tổ chức phản động, thế lực thù địch, nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại Việt Nam, gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam, khám xét nơi ở của Đỗ Nam Trung. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Nam Trung mức án 10 năm tù giam và phạt bổ sung 4 năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm A khoản 1 điều 117 của Bộ luật hình sự. Bùi Văn Thuận là kẻ đã dùng tài khoản Facebook của mình đăng tải những thông tin thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, suy luận vô căn cứ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Hành vi của Thuận đã cấu thành tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự. Chiều ngày 1 tháng 9 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Bùi Văn Thuận, 40 tuổi, trú tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2021, Bùi Văn Thuận là người tạo lập, quản trị và sử dụng tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi, cha già dân tộc, để đăng tải, chia sẻ, phát tán nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, xuyên tạc, bịa đặt, suy luận vô căn cứ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền kích động chống phá, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thuận 8 năm tù giam và áp dụng hình phạt bổ sung quản chế trong thời hạn 5 năm, tức quyền công dân, quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước thời hạn 5 năm
kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Còn Đặng Đăng Phước là kẻ bị tuyên phạt 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Đăng Phước, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1963, trú tại số 19/6 đường Giải Phóng, tổ dân phố 7A, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm A, B, C khoản 1, điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Đặng Đăng Phước đã có hành vi viết, tải từ mạng Internet các bài viết có nội dung không khách quan, không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, gây chiến tranh tâm lý, lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc, nói xấu chính quyền, gây kích động, hoang mang trong nhân dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Sau đó, Phước đăng tải các bài viết này lên trang Facebook cá nhân Đặng Phước, trang fanpage được hiển thị ở chế độ công khai, có một số bài viết được Phước gắn tên các tài khoản Facebook khác. Ngoài ra, Phước sử dụng email của mình để gửi các bài viết có nội dung nêu trên đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Mặt khác, Phước còn trực tiếp hát và đánh đàn cho người khác hát những bài hát có nội dung không đúng sự thật, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, gây chiến tranh tâm lý nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Đăng Phước 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, tòa án còn tuyên phạt quản chế bị cáo Phước 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Như thế là đã rõ, cả ba gương mặt mà cái gọi là mạng lưới nhân quyền Việt Nam tung hô đều là những thành phần bất hảo, nhiều năm có những hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, phỉ báng chế độ, bôi nhọ đảng và nhà nước Việt Nam. Còn cái gọi là mạng lưới nhân quyền Việt Nam, tên tiếng Anh Vietnam Human Rights Network, là một tổ chức tự xưng có trụ sở tại bang California, Mỹ, được biết đến là một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, tập hợp thành viên chân rết của tổ chức này để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Thực chất, đây chỉ là một tổ chức bất hợp pháp do các đối tượng chống phá nhà nước Việt Nam lập ra, núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền. Tổ chức này đã đạo diễn không ít hoạt động chống phá đảng, nhà nước Việt Nam như lập website, mạng xã hội để tuyên truyền thông tin chống phá Việt Nam, tích cực vận động một số dân biểu, nghị sĩ Mỹ không có thiện cảm với Việt Nam thực hiện các hoạt động bảo trợ, gửi thư ngỏ cho một số quan chức nước ngoài nhằm kêu gọi sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, núp dưới danh nghĩa đấu tranh cho các tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị hoặc tù nhân lương tâm để tiến hành chống phá. Cần khẳng định rằng về câu chuyện giải thưởng liên quan đến nhân quyền, những năm gần đây các tổ chức núp bóng dân chủ, nhân quyền rầm rộ trao giải cho một số cá nhân người Việt Nam. Các giải thưởng có thể kể đến như Công dân mạng, Tự do báo chí của tổ chức RSF, Phụ nữ tiêu biểu về bảo vệ quyền tự do ngôn luận của tổ chức Tự do ngôn luận quốc tế IFEX, Giải Phụ nữ can đảm nhất thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng của Việt Tân. Nhìn vào những cá nhân được nhận giải thưởng, không khó để chúng ta thấy được một điểm chung là những cá nhân đó đều có hành động chống phá đảng, nhà nước, chống phá chế độ hết sức quyết liệt, như giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2020 cho Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Văn Hóa và Hội Nhà báo Độc lập. Đây đều là những kẻ có nhiều hoạt động chống phá đất nước dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền. Rõ ràng, những giải thưởng nhân quyền được trao giải chẳng phải nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của nền dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, mà nó chỉ là một màn kịch để hợp thức hóa hoạt động chống phá chính quyền. Thực tế, việc trao giải thưởng chỉ là một vở kịch để đánh bóng tên tuổi và giúp sức về mặt tinh thần cũng như vật chất cho các đối tượng chống phá nhà nước. Vì những thành phần này chỉ là thành phần thiểu số trong xã hội, do đó, để tăng cường uy tín, tập hợp lực lượng, các đối tượng chống đối trong nước luôn tìm cách móc ngoặc, hợp tác với các phần tử phản động lưu vong bên ngoài. Trong đó, việc trao giải thưởng là một cách thức hữu hiệu đang được lựa chọn nhằm khuếch trương hình ảnh và đánh bóng tên tuổi cho các đối tượng chống phá. Dưới danh nghĩa các giải thưởng quốc tế, các đối tượng lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin, từ đó lôi kéo người dân vào hoạt động chống đối. Các đối tượng triệt để sử dụng các vỏ bọc nhà báo tự do, nhà hoạt động nhân quyền, nhà hoạt động xã hội để núp vào đó nhằm bao che cho hoạt động chống phá.
Bên cạnh đó, việc trao các giải thưởng này như hành động khích lệ, lên dây cót tinh thần cho các đối tượng phản động, chống đối được nhận giải. Song dù ít hay nhiều, các giải thưởng này đều góp phần thỏa mãn sự hư vinh của các đối tượng. Đồng thời, việc trao giải thưởng nhân quyền cũng là một phương thức để cổ suý tư tưởng chống đối, kích thích hoạt động chống phá của các đối tượng núp bóng nhân quyền. Khi các đối tượng chống đối được trao giải, kênh truyền thông của các tổ chức phản động ngay lập tức lên bài tuyên truyền ca ngợi các đối tượng được nhận giải. Các tổ chức này cố tình hướng lái thông tin, cổ suý, biến những đối tượng được nhận giải trở thành người hùng. Những thủ đoạn này của đám chống phá hết sức tinh vi xảo quyệt, nhưng tấn trò hề đó không thể che mắt được những người dân yêu nước vì không ai có thể mắc bẫy của chúng. Mọi người cần loại bỏ những thông tin trong bài viết của RFA và cảnh giác với những màn kịch cổ suý, tung hô đám tội phạm chuyên tung tin xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước và chế độ.